Hơn 100 người dân lao động nghèo vừa được tham gia chuyến du lịch miễn phí tại thành phố biển Vũng Tàu vào ngày 18 tháng 8 năm 2014. Chương trình do quán cơm chay Thiên Phước 5.000 đồng quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cùng các mạnh thường quân tổ chức cho những người sống bằng nghề bán vé chai, vé số trên địa bàn quận. Qua những câu chuyện của người nghèo đến ăn cơm tại đây, những người làm thiện nguyện biết được nhiều người nghèo chưa một lần được đi du lịch, nên quán đã tổ chức chuyến đi nhằm tạo cho bà con lao động thu nhập thấp có cơ hội được đến với thành phố biển. Rất là tốt cho những chị em khó khăn như vậy đi thoải mái tinh thần và sảng khoái, đi cũng như là cho tâm hồn thanh thản, được đỡ cái nặng trong cơ thể những cái sự lo toan của một mỗi ngày. Người thấy là coi như từ hồi vừa mà chưa bao giờ mà được đi như thế này, bây giờ là bà đi được như thế này cũng như một lần đầu tiên cũng như lần cuối của bà nguyện vọng theo ước muốn của bà. Bà đi hết những lo toan vất vả của cuộc mưu sinh. Những người tham gia chuyến du lịch này đều hòa chung một niềm hứng khởi, bởi chuyến đi như một món quà mà chưa bao giờ những người bán vé chai, vé số này dám mơ ước tới. Có lẽ vì thế mà trong các trò chơi vận động trên biển, những người tham gia như quên đi khoảng cách và tuổi tác để vui hết mình cùng với ban tổ chức. Chuyến đi không những tạo cơ hội cho người nghèo được vui chơi, mà còn là dịp để những người quanh năm đầu tắt mặt tối có cơ hội được gắn kết với nhau, tạo nên tình thân từ những người xa lạ. Từ sự đồng cảm về những khó khăn của cuộc sống, những người lao động nghèo này như nhanh chóng gần nhau để san sẻ, cảm thông, tạo nên sự yêu thương từ những người bạn cùng cảnh ngộ. Chuyến du lịch chỉ gói gọn trong một ngày, nhưng cũng đủ để người nghèo được trải nghiệm trước khi quay về với cuộc mưu sinh vất vả. Và chuyến đi như một thông điệp luôn đồng hành với những người khó khăn trong cuộc sống của những tấm lòng thiện nguyện nơi thành phố mang tên Bác.